hello cho tất cả mọi người. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác về con xe đầu kéo TH7LX460. Chữ LX ở đây là viết tắt cho từ luxury. Rồi em sẽ quay một vòng cho tất cả mọi người cùng xem qua về cái sự mượt mà của em ấy. Thì dòng xe này bên em có hai cái tỷ số trên cầu nha, là 4.11 và 4.63. Thì tùy vào cung đường và loại hàng hóa mà các bác có thể là chọn cho mình một cái tỷ số trên cầu cho nó phù hợp. Em đang có hai bản dòng xe TH7 460, là bản Special Edition là bản đặc biệt, và bản LX460 là bản tiêu chuẩn. Thì hai bản này có gì khác nhau? Thì bản đặc biệt thì trên xe thì em có ghế massage, có cửa sổ trời, chỉnh đèn điện, có cảm biến giặt mưa, nói chung là có rất là nhiều đồ chơi. Thì để dịp nào em kéo con xe này vào Hồ Chí Minh thì em sẽ review kỹ hơn về cái con SE cho các bác. Thì hiện tại con xe này là bản tiêu chuẩn, bản luxury. Nhôm. Để lốp 12 rồi 2.5 lốp không có ruột. Bình dầu 750 lít. Tao cho bác chạy từ Bắc vào Nam. Tao chạy Nam Bắc luôn. Cầm đèn chữ xe. Nói chung là cái cầm đèn này thì được rất là nhiều bác tài đánh giá cao. Mọi người rất là thích cái bộ đèn này. Có giải đèn LED chiếu sáng vào ban ngày chữ xe. Nói chung là cái bộ đèn này mà đi vào ban đêm nhìn rất là đẹp nha. Trang bị hộp số HVK25712XFTCL, đây là hộp số nhanh, hộp số C, giúp cho các bác đi số rất là lẹ, nói chung là đi số nhẹ và đi rất là lướt. Con này đi số cực nhẹ nha. Mâm gió nhập chính hãng của là bình tiêu âm, là hay còn gọi là bô. Có các cái báo hiệu cấm này, cấm giảm đạp lên cái bô này mà cấm thực sự mình sợ nó sẽ bỏng á, giảm đạp là bóp méo cái bô. Có cả cái kệ lên xuống nha, cài lên xuống nha. Ác quy, một ác quy. Sang cái chế độ off on này. Thằng cái bên ác quy là bình ure. Nước ure để xử lý khí thải.